Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chess ở trên kênh Game Today. Quanh đi quẩn lại chỉ còn gần một tháng nữa thôi là đến Tết rồi. Công nhận thời gian trôi nhanh thật. Nhớ cái hôm nào vẫn còn đưa cái thông báo lên trên kênh để thông báo với anh em là nghỉ Tết một tuần. Thì đến bây giờ lại sắp đến một cái Tết nữa rồi. Thời gian trôi nhanh như cho chạy ngoài đồng luôn anh em ạ. Chắc cái tầm này anh em cũng đang rất là bận trong những cái công việc cuối năm. Cái tầm này thì phải cày thật lực, kiếm thật nhiều tiền thì Tết nó mới vui được anh em ạ. Nó mới dư giả, nó mới ấm no được. Đấy, cái tầm này tôi biết cái điều đấy bởi vì là kênh tôi cái đợt này là tôi cũng thấy là view nó cũng ít đi hẳn. Bởi vì các anh em viewer còn đang bận cày tiền. Đấy. Còn một vài anh em là fan cứng, fan bê tông cốt thép ở trên kênh thì cũng chỉ vào xem một lúc rồi ấn like, coi như là động viên, sau đó thì cũng coi như là ra để làm cái công việc của anh em. Tôi biết cái điều đấy cũng ok thôi. Thôi thì cuối năm anh em bận công việc thì kênh của tôi là ít view đi một tí cũng được. Nhưng mà cũng không vì cái lý do ít view mà tôi bỏ cái quá trình làm video clip hàng ngày anh em nhé. Các video clip về Auto Chess sẽ vẫn ra đều trên kênh hàng ngày để phục vụ anh em nhé. Thậm chí là nếu mà có các anh em muốn, mong muốn thì tôi có thể là tôi sẽ làm đến ngày 30. Đấy, sẽ ra video clip đến tận ngày 30. 30 Tết. Đó. Đó. Chơi gì đây? Đồ này giống như kiểu đồ bắn trưởng ấy anh em ạ. Chưa biết chơi gì nhưng mà có vẻ như là đồ đang thiên về bắn trưởng. Ở đây là tôi đang có một cái cặp Skybreaker. Có thể là sẽ lên được 2 sao. Con này lên được 2 sao thì có thể là chúng ta sẽ chơi được ấy. Một con tăng cơ phía trên. Ngay ra đầu tiên đã coi như là có thể là thua rồi. Kẹp cá vào. À không, ăn được, ăn được, ăn được. Ăn được không? Khó, khó, khó anh em ạ. Khả năng là sẽ phải eco đấy. Bây giờ xin là xin cái con God of Light. Tôi đã mua sẵn một con eco đây rồi, để phòng cái trường hợp mà chúng ta phải eco. Ui, 3 assassin à. Gladiator. Gladiator hay là 3 assassin. Này 3 assassin vẫn ngon hơn. 3 assassin giữ máu này. Mà cái đồ này có chơi được không? Cái vấn đề là cái đồ này nó lại hơi thiên về là bắn trưởng anh em ạ. Assassin thì vẫn đang thiếu một vài cái đồ trấn phái. Ủa, nó to thế. Round 5 2 con 2 sao kẹp đỏ. Vãi đái, giết được thêm con nữa không? Khó, giết được một con à. To quá anh em ạ, thằng này xanh thế nhở. Evil Clyde. Ba Egosit à. Egosit kẹp rồng. Phải không? Trông có vẻ hơi giống đấy nhá. Ở đây chúng ta có 3 Aegisit này. Đấy. Bây giờ chỉ cần ra một con rồng Aegisit nữa thôi là chúng ta sẽ là cái bộ Aegisit đấy anh em. Aegisit kẹp rồng. Đúng không? Rồi bán đi. Chúng ta tiết kiệm tiền. Lâu lắm rồi chưa chơi Aegisit nhỉ. Thực ra cái bộ Aegisit ở meta này cũng rất là ngon đấy. Chả qua là ở cái giai đoạn đầu meta ấy, người ta chơi cái bộ Exit, người ta tranh nhau chơi ấy, nên là nó không thấy rõ cái sức mạnh của bộ này. Nhưng mà nếu mà một mình chơi thì nó khác đấy. Cái câu chuyện của nó là nếu mà chúng ta chơi với các cái đối thủ Exit ấy, thì nó sẽ không có một cái tác dụng gì cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta chơi một mình thì nó sẽ chia đôi máu của đối thủ. Bộ này cũng là một trong những cái bộ rất mạnh ở meta, nhưng mà bởi vì là nó có quá nhiều những cái lineup khác nó mạnh nên là cái bộ này nó mất đi cái sức mạnh của nó. Cái sức mạnh thật sự của nó thì chúng ta lúc đầu chúng ta kỳ vọng hơi nhiều, sau đó thì lại
có quá nhiều những cái lineup khác mà mọi người có vẻ như dễ chơi hơn, tin dùng hơn. Liên là cái bộ Aegisid rất ít người chơi. Úi dồi, ai đấy? Ui, chào nhá, Cardiman à? Chào anh em Cardiman nhá. Bán đi, tích tiền ạ. Ui, cắt chuỗi luôn này, hay. Được quá nhờ. Úi dồi, tôi bán con rồng lại ra con rồng này. Thế chứ lị. Chúng ta bây giờ chúng ta 3 mét đấy. 3 mét kết hợp với 3 Aegisid. 3 mét kết hợp 3 Aegisid ở level 5 là có thể chơi được. Thôi cứ bỏ bài ra, bởi vì để bài vào ấy nó sẽ mất nhiều máu hơn anh em ạ. Chúng ta đam không có, không có đam kết liễu. Đồ này có thể là đồ bắn trưởng được nhá. Chưa biết. Đợi chút. Để xem nào. Có được lên clip không nhỉ? KKKK top 1 thì lên. Ui giời, có thế mà ông phải hỏi. Đương nhiên là top 1 thì lên rồi. Còn không được top 1 thì thôi. Cái câu chuyện mà nó xưa như là diễm rồi. Có cái gì đâu mà còn phải hỏi nhỉ? Hỏi để đấm tôi à? Hỏi để lên clip để đấm tôi đúng không? Có phải không? Nếu mà lên clip và đấm tôi đúng không? Hy vọng là không phải như thế. Sợ lắm. Lê Ngọc Kỳ Duyên nhìn cái gì đấy? Soi cái gì? Cặp rồi. À, cái thằng này nó cũng soi tôi này. Cái thằng này đang eco đúng không? Định bỏ bài ra cắt chuỗi hả? Hay là sao? Festival. Làm gì bạn ơi? Có làm gì không? Có ý đồ làm gì không? Để biết đường bỏ bài vào này. Nhường cậu luôn này. Cắt chuối thì bỏ bài hết ra nhá. Chấp nhận thôi, có gì đâu. Cái gì cả? Coi clip bị ông hại giáng kiếm gấu 3. Thua sáng đến giờ KKK. Ui lại KKK. Người anh em này là một cái người rất là vui tính. Đấy, hay cười. Ok, rất là thân thiện. Đáng yêu. Đúng là fan ở trên kênh Game Today rồi. Đúng là anh em này là fan cực kỳ là cứng ở trên kênh đấy. Tôi nghĩ là như vậy. Tôi đọc cái dòng comment là tôi biết ngay. Tôi được cái là tôi nhận biết fan, fan cứng và anti fan cực kỳ là nhạy bén luôn anh em ạ. Rao này bán cái con Thunder đi. Bán luôn con này đi. Lấy cái con Aegisid và 40 tiền. Tôi nghĩ là rao này tôi đép được quái. Trận này ra khá là nhiều Aegisid, chắc là tôi chơi luôn anh em ạ. Ba rồng kẹp với cả 6 Aegisid. Đánh được ở level 7 đấy. Bùa đánh ở level 7. Comeback sớm cũng được. Trận này không có con Eco. Đồ bắn trưởng đúng không? Ok. Vẫn chưa ra con Eco cho tôi này. Cày thật. Thôi nhỉ, bỏ bài vào thôi. Hay bỏ bài ra. Bây giờ bỏ bài vào cũng có một chút đam đấy. Đến từ vị trí con rồng ấy. Con rồng mập nó khạc. Nhưng mà thôi, tôi nghĩ là rồng mập một sao. Không, bỏ ra đi. Rồng mập một sao bỏ ra. Phải có 3 mét nữa thì nó mới đủ sức mạnh nó giết người. Chắc là tôi nghĩ là bỏ ra nó ok hơn đấy. Đỡ mất máu anh em ạ. Rồi. Ơ hóa ra là như thế à. Ồ, may đấy. Rồi, up lên 7 dần đó. Chơi ở 7. Gặp cái ông Eco. Sao Dipper này. Bỏ vào đánh không nhỉ? Có vẻ cũng đánh được rồi đấy. Anh em ạ. Tôi nghĩ là đánh được rồi. Cho đánh đi.
Bài này thực ra là cũng lên 7 mới roll, chứ còn lên 6 này roll là cũng hơi sai đấy. Hơi sai. Mà tôi roll để tôi kiếm cái con Eco đấy anh em. Nó chưa ra con Eco, mất máu nhiều lắm. Đây này, gặp cái thằng đẻ này. Ủa. Ui mày quá, cái con chó nó chết anh em ạ. Hay. Được rồi, được rồi, được rồi. Giữ được một chút máu. Ui cũng 7 máu đấy chứ có ít gì đâu. Đây rồi. Hai con Eco. Nhưng mà lại ra 6 Exorcist rồi này. Nhưng mà thôi, Eco đi. Mai đến tận round 13 mới có con Eco anh em ạ. Dã man. Sắp chết nơi rồi mới có con Eco. Mà chưa ra một con cung đen nào luôn nhá. Thế nó mới điều chứ này. Chưa ra một con cung đen nào luôn. Không biết là chúng ta có đang sai lầm không. Tôi roll ở 6 này, tức là tôi đang có cái ý định là roll ra con cung đen đấy, nhưng mà không ra. Roll ở level 6. Ui rồi nó ra con ác mộng trước này. À thế thì chắc là 6 Exorcist vào thôi nhỉ. Nếu mà ra con ác mộng trước. Có Eco được không? Đủ 6 Exorcist rồi. Trên này có Witcher nhá. Trên này có cả Saman đấy. Ba thằng đang có chuỗi luôn. Chúng ta lên 7 chúng ta sẽ có là 6 Exorcist kẹp với cả ba rồng. Nhưng mà vừa lấy tôi hết slot nên tôi bán cái con rồng đi rồi. Gặp thằng này mạnh quá, chịu rồi, lên 8 luôn ạ. Đánh ác thật. Đủ 4 Witcher rồi. Cung đen này. Bây giờ mới ra cung đen này anh em ơi. Cay thật. Trận này có lên chơi 9 Exorcist không? Hay chúng ta chỉ chơi 6 con thôi. Cái này phụ thuộc vào xem là tôi roll ra cái gì. Này đi. Chơi 6 con đây anh em ạ. Thôi. Không chơi 9 con đâu, không chơi 9 con được đâu. 9 Exorcist nhưng mà cung đen bây giờ chưa lên được 2 sao. Mới ra đúng một con thôi anh em ạ. Thôi. Chơi ở 6 đó, 6 Exorcist thôi anh em. Trên này tôi nghĩ là chúng ta lên chơi ở 6. Chơi chơi ở 7, chơi ở 7. Chơi ở 7 đi. Chúng ta sẽ có là Exorcist kẹp với cả rồng đánh ở level 7 là đùa. Còn chúng ta roll ra con ác mộng chơi nhá. Bài này đánh ác mộng luôn này. Đấy, ác mộng lên được hai con rồi này. Có ác mộng cũng được. Ác mộng thì lấy đồ bắn trưởng thôi. Cung đen thì lấy đồ đánh tay. Đó. Ok. Rồi, cứ 6 Exorcist đã này. Bây giờ chúng ta lấy đồ, chốt đồ. Xem nào. Rồi. Trước tiên là lấy cái viên ngọc máu đã, chén thánh đã. Ghép chén thánh. Sau đó là đến cái tinh thể mana. Tinh thể mana đã. Tinh thể mana sau đó là chúng ta có thể ghép được thêm một cái ở đây là có cái giáp xương cũng được, giáp xương cũng được. Hỏng rồi, rau này lại thua này. Không cắt lửa chuối của nó. Hai thằng có chuối nó đã đi qua nhà tôi rồi. Trên này tôi thấy có Saman, khả năng là chúng ta phải chuyển về Warlock đấy anh em ạ. Đây rồi. Mua thêm những cái con Warlock anh em nhá. Exorcist mà gặp Saman ấy sẽ bị đẩy rất nhiều máu ấy. Nên là chúng ta sẽ phải thủ sẵn cái bộ Warlock. Tí nữa chuyển sang 6 Warlock.
Nhưng mà 6 Warlock ở đây là không phải là chơi gót ác mộng mà chúng ta sẽ kẹp Aegis Seed. Vẫn là có ác mộng nhưng mà kẹp với Aegis Seed. Máu tụt kinh quá nhở. 38 máu không biết comeback nổi không. Thằng này thì ăn này. Thằng này yếu ăn được thôi. Ăn được mỗi cái thằng yếu ạ. Mấy cái thằng khỏe là qua hết nhà tôi rồi. Cần máu lên đã. Mấy con Warlock mua anh em nhá. Rune còn ác mộng 2 sao luôn này. Vẫn chưa lên được 2 sao ạ. Cay nhờ. Full hàng chờ rồi. Bỏ con rồng nhờ. Bỏ con rồng một tiền thôi anh em ạ. Con đấy tí nữa chúng ta không luôn làm gì cả. Tí nữa là chúng ta chơi 6 con thôi. 6 con tí nữa tôi sẽ bỏ con ác mộng với con rồng một tiền. Mấy cái con một tiền bỏ hết. Chơi 3-4 đô thôi. Vớ vẩn lại con đắt led lại lên 3 sao trước cả ác mộng lên 2 sao này anh em này. Đắt led lên 3 sao quay xe sang chơi Sasori không? Có chơi không? Chuyện này có vẻ có thằng nó cũng chơi cái bộ đấy đấy. Ngọc Kỳ Duyên là có vẻ khả năng là chơi Sasori ấy. Đấy, Eco bây giờ cắn máu lên là được một đống máu rồi kia kìa. Thôi, đồ này đằng nào đến round 19 rồi nên hết cái round 20 rồi chúng ta chốt sau anh em nhá. Tôi chốt sau. Chuyện này có cả 9 Assassin nhá. 9 Assassin. Thua. Gần ăn được anh em ạ. Gần ăn được. Chỉ cần con ăn mộng lên được 2 sao là round này là tôi thắng đấy. Đen nhỉ. Rôn mãi không ra được ăn mộng 2 sao. Cung đen cũng không ra luôn. Trận này quá đen. Lên được cái con ăn mộng này lên 2 sao rồi tôi sẽ đẩy cấp luôn lên 9. Để chúng ta có là 4 Warlock kẹp với cả 6 Aegis Seed ở level 9. Sao quái này không biết là có ăn nổi không. Chắc là ăn được thôi. Bọn quái này nó cũng bị chia đôi máu. Quái này cũng bị chia đôi máu ấy. Nhận sinh lực. Ui dồi ôi, toàn mấy cái món đồ ở đâu này. Chán thật sự. Thôi thì phải chốt thôi. Ở đây chúng ta chốt cái tẩu ở đương nhiên rồi. Một cái tẩu, một cái dép xoay. Giáp xoay thôi anh em ạ. Vừa lấy tôi định lấy cái giáp thép nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Tí nữa là phải tản cái đội hình ra, không gặp Sama nào đấm nó sấp mặt. Ok. Rồi. Ác mộng lên được 2 sao đẩy cấp rồi. Cái gì đây? Beat à? Đây không phải beat. Insect. Ui, chuyện này có insect. Thôi đẩy cấp sớm lên 6 Warlock rồi anh em ạ. Aegis dùng hố. Aegis này là chơi mà gặp cái bọn insect hay là cái bọn Saman là rất là sợ đấy. Nhưng mà nếu mà 6 Aegis mà kẹp với cả 6 Warlock thì chúng ta lại không sợ nữa. Nhưng mà phải lên được level 10 mới chơi như thế cơ. Nên là chúng ta đẩy cấp sớm.
Trận này có insect mèo nhá. Ok, cũng hợp lý, chúng ta không lấy cái giáp thép là hợp lý đấy anh em ạ, không lấy giáp thép hợp lý rồi. Ngọc Kỳ Duyên này là chơi eco, sau chơi là insect nhưng mà sắp đi rồi, chắc là cũng chả sợ lắm, sợ mấy cái thằng đang có chuỗi thôi. Bốn Warlock, bốn Warlock, sáu Exit. Ok, trận này có Witcher, có Hunter, có Mết. Không phải Shaman, thằng đấy đấy chuyển sang nó chơi Mết rồng hay cái gì cơ. Hunter đã ra máy bay rồi ạ, vãi đài. Ơ nhưng mà tôi có vẻ là tôi sẽ ăn được đấy, tôi có vẻ tôi sẽ ăn được đấy. Thảo nào mà nó có cái chuỗi cấp 11, nó ra con máy bay nhưng mà tôi cắt chuỗi của nó. Anh em thấy cho cái bộ Exit rất là lợi thế luôn nhá, lợi thế lắm. Bộ này nếu mà không có những cái lineup mà Exit khác ấy, thì nó rất là lợi thế luôn. Nó chia tận một lửa máu của đối thủ cơ mà, cái lượng máu mà chia đôi nó là rất nhiều ấy nhá. Ok thôi, rồi. Con ăn mộng chỉ cần 2 sao thôi anh em ạ. Đẩy cấp sớm thôi. Đẩy lên 9 rồi lên 10 luôn. Lên 10 là 6 Warlock vào luôn. Để đánh với cái mấy cái nhà kiểu như là vừa rồi là chúng ta gặp Insectoid này. Sau đó là tí nữa là có thể là gặp Mết thì cũng cần đấy. Cũng cần là phải có Warlock thì mới ăn được. Đó, sau đó thì là chúng ta có trận đấu này có cả Witcher. Cũng là một cái bộ mà chúng ta nếu mà chúng ta chơi Exit không thì khả năng là sẽ vẫn thua. Nhưng mà nếu mà 6 Warlock thì sẽ có thể là thắng được. Đây là vẫn thắng được rồi này. Khả năng thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Thắng được không? Được anh em ơi. Hay. Rồi. Vậy là chúng ta có thể chiến thắng được đấy. Tôi có 4 hút máu nữa cơ mà. Ok, nó chỉ có cái đánh xuyên giáp thôi nhưng mà nó không có hút máu. Ui, rớt luôn này. Hay là chuyển về God Warlock nhỉ? God Warlock thì nó lại quá là quen rồi đúng không? Chơi một cái kiểu mà nó lạ lạ đi. 6 Exit kẹp với cả 6 Warlock đi, đánh ở level 10. Xem nó có thú vị hơn là cái bộ God Warlock không? Tôi nghĩ là sẽ là thú vị hơn đấy. Anh em ạ, bộ này nó chia đôi máu, sau đó thì nó lại hồi lại máu. Cũng rất là thú vị. Bây giờ chúng ta thiếu đúng một con Warlock vậy thôi. Đây rồi, Assassin. Cắt chuôi luôn. Khả năng là cắt chuôi đấy anh em. Chính xác, đúng là như thế anh em ạ. Hay quá. Vậy là vẫn đúng tiêu chuẩn là chúng ta có thể lên 10 sớm. Lên 10 là 26 anh em ạ. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Lên 10 đao 26 kiếm một con Warlock nữa là xong. Sau đó là chúng ta tìm cái con ác mộng lên 3 sao thôi. Tôi nghĩ là như thế. Thế thôi chứ cũng không phải cầu kỳ quá đâu anh em ạ. Bộ này nó vốn dĩ nó cũng đã rất là mạnh rồi đấy. Lên đủ bộ. Sau đó là full 2 sao và con ác mộng 3 sao. Kiếm được con Dark Spirit thì càng tốt. Ok, round sau là tôi sẽ lên 10. 26 lên 10. Trượng phép thuật. Hay, chúng ta có huyết trượng. Quá ok luôn. Ổn áp. Rồi. Đây, lấy cái chén thánh luôn. Rất là phù hợp với cái bộ Warlock đúng không? Ok, lên 10 nha anh em nhá. Lên 10 sau đó thì chúng ta sẽ roll kiếm cái con Dark Spirit. Hoặc là một con Warlock nữa cũng được, con nào cũng được. Hoặc chúng ta để kích hệ bằng Wizard. Đây, đủ rồi nhá. Đủ bộ rồi. Kích hệ bằng Wizard thôi anh em ạ. Đấy. Ok.
Còn một cái slot cho cái giáp thì tí nữa có thể chúng ta ghép cái giáp thép đánh với cả nhà 9 Hunter. 9 Hunter kẹp máy bay cầm giáp thép đánh cũng ngon. Ok, ổn rồi đấy. Trận này thì có một cái nhà chơi mết nữa, nên là chúng ta đứng tụm này là cũng hơi sợ ấy nhá. Gặp nhà mết là sẽ mất nhiều máu. Đây là ui gặp luôn này. Còn đang bộng sống thì vẫn thắng. À nhưng mà chúng ta 6 warlock rồi, thế không sợ anh em ạ. 6 warlock rồi còn gì. Thế thì sợ gì đâu. Sợ gì đâu. Ui rồi ôi. Đấy, vẫn còn một mình con ác mộng sống. Có chuỗi luôn này. Khỏe chưa. Anh em thấy cái bộ này nó lợi thế lắm anh em ạ. Để chia đôi máu đối thủ. Counter vào mấy cái nhà nhiều máu, máu trâu ạ. Nhất là những cái thằng mà nó ghép cái găng tay Kira thì cái bộ này nó rất là counter luôn. Có ghép găng tay Kira thì cũng bị chia đôi máu rồi. Ok. Huyết trượng này thì tích dần stack sang tí nữa ở cái slot thứ 30 ấy, chúng ta sẽ lấy cái huyết trượng. Hợp lý. Cái thằng chơi mết tôi nghĩ là nó sẽ không thọ lâu đâu. Gặp nhà gặp nhà Insectoid ấy thì cũng sẽ bị đẩy thôi. Đấy, bây giờ là chúng ta lo nhất thì tôi nghĩ là cái nhà Hunter. Hunter nhưng không phải nhà này. Cái nhà Hunter máy bay cơ. Nhà Hunter máy bay đánh ở level 10 mới sợ. Nhà này khả năng chúng ta vẫn có thể ăn được. 6 warlock mà sợ gì đâu. Châu rồi. Au đây rồi. Chơi hàng real luôn anh em nhá. Không phải chơi hàng fake. Đấy. Nhưng mà giữ lại mấy cái con God ở phía dưới này để tí nữa có thể là chúng ta chuyển sang God Warlock. Để xem đã, xem là chơi cái gì. Nếu mà chơi với Assassin ấy thì chơi cái bộ này vẫn ngon anh em ạ. Chơi Aegis này ngon hơn. Aegis này nó sẽ đấm cái nhà Assassin. Assassin chưa đi đâu. Cái nhà Assassin vẫn còn sống. Đợi chút. Khi làm một cái nhà Assassin ấy nó chết ấy thì chúng ta mới chuyển sang 6 warlock kẹp với cả 4 God nha anh em nhá. Còn bây giờ Assassin nó vẫn sống khá là nguy hiểm. Rồi lại Hunter này. Không sao, không sao, không sao. Có vẻ như tôi vẫn ăn được anh em ạ. Có phải không? Ác mộng lì đòn lắm. Có chiến thánh rồi, sợ gì. Có chiến thánh cơ mà. Đúng rồi. Hay. Chúng ta tích được full stack của cái huyết trượng đấy. Ú thế mà tôi đang có chuỗi cộng 7 này anh em này. Ôi giời. Đánh một lúc bây giờ có chuỗi cộng 7 ạ. Dạ man. Khỏe chứ, khỏe đấy anh em ạ. Bộ này nói chung là tương đối là dễ chơi. Chúng ta chỉ cần đủ bộ 2 sao thôi. Thế là có thể là chúng ta đánh nó cũng rất là ngon nghẻ luôn. Dễ chơi, dễ trúng thưởng. Thậm chí là tôi nghĩ là nó còn dễ hơn cái bộ God Warlock cơ. God Warlock nhiều khi là còn tèo với cái thằng Assassin. Nhưng mà cái bộ này thì không sợ đâu. God Warlock có khi gặp cái nhà Hunter máy bay kia còn chết ấy. Bọn Assassin là có con ốc bà nhá. Rồi gặp thằng này thì không sợ. Rồi tiến bạn rank queen này đi rồi. Ây à, già quẹt đau đấy. Nhưng mà bạn ơi, đi rồi. Đá máu. Già Blink xuống phía dưới 6m kẹp với cả gì nhỉ? Spirit. Nhưng mà vẫn không đỡ được. Cái bộ này nó chia đôi máu à. U đây giáp da bò này. Bây giờ chúng ta ghép vào cái giáp thép rồi này. Bây giờ đứng tụm này cầm giáp thép ngon anh em ạ. Mấy cái thằng còn lại toàn chơi đam vật lý rồi. Toàn Assassin với cả Hunter Insectoid các thứ thì rõ ràng là chúng ta lên lấy một cái giáp thép rồi. Mà giáp thép này mà nó lên thành cái giáp xương thì quá tuyệt vời luôn anh em ạ. Thế thì chắc suất vô địch. Hiện tại tôi vẫn chưa ra Dash of Breed đúng không? Dash of Breed là chưa có này. Tí nữa con Dash of Breed thì tôi sẽ thay cho con có thể là con Shadow
Con Shadow Evil, con Shadow Evil này roll nó cũng khó. Chúng ta pick ở cái cửa hàng mở rộng nó khó ra lắm. Cứ lấy mấy cái con có sẵn là tốt nhất. Ok, đá ma pháp à. Ui, không có huyết trượng nhưng mà có cái giáp xương thì cũng được. Lấy cái giáp xương cũng được. Món này thực ra là trước sau gì cũng phải lấy thôi. Huyết trượng thì cũng thế, trước sau thì cũng phải lấy. Lấy trước hay lấy sau thôi mà. Ui đây rồi, Dark Speed rồi. Rồi, bỏ vào. Thay con sâu đi. Con heo này tôi cũng sẽ ôm nhá. Ôm không phải phải vì để mình chơi mà ôm là vì cái thằng kia nó chơi cái bộ insect kẹp với cả mèo heo ấy, mèo heo gấu ấy. Cái bộ đấy chúng ta cần phải ôm. Ở đây có con gót này. Phải mua. Bán một con đi nhá, để mua Grand Hydrat. Lê Ngọc Kỳ Duyên này chơi bộ mèo heo căng phết đấy. Ây à, Assassin ốc ba. Nhưng mà thôi bạn ơi, bạn trói lại là bạn sai lầm rồi. Ui rồi ơi, anh em ơi đi luôn này. Sai lầm. Tự nhiên lại úp lồng. Bóp luôn. Ây à, đồ ngon phết nhờ. Còn lại Hunter với cả Insectoid, khả năng thằng Hunter cũng sẽ đi sớm thôi. Hunter gặp cái bộ heo mèo gấu kia thì đi sớm thôi anh em ạ. Chắc chắn là đi sớm rồi. Hunter nó còn phải kẹp cả cá vào á. Kẹp cá không ăn thua đâu. Cái bộ này nó cũng không sợ cá, không sợ Doom. Có Doom được thì nó cũng chỉ cần tung một lần trưởng thôi mà. À úi rồi, Châu VGL à? À ừ, Châu, Châu chứ. 6 block và trả Châu. Đây là anh em này, cái bộ mèo heo này là cái bộ cực kỳ kinh khủng luôn. Mèo heo gấu ấy. Nó đẩy nó tràn nhà luôn. May mà tôi lên 10 rồi đấy anh em ạ. Tôi lên 10 rồi, tôi có 6 block rồi đấy, tôi mới đỡ được đấy. Ok. Xong rồi. Tôi nghĩ là tôi vô địch rồi. Úi giời, chưa đi luôn đấy hả? Xong đi luôn đi. Ôi sống dài đấy. Đi luôn đi bạn ơi. Ác mộng à. Úi tôi chết rồi, cái hàng chờ của tôi nó nhiều quá. Làm nào giờ? Thôi nhá, dừng lại nhá. Con heo này ôm đi, không tí nữa Ngọc Kỳ Duyên ấy, nó lại ra thêm được con hai sao ấy, con heo hai sao là khả năng là chúng ta toang ấy. Ác mộng ở đây là chúng ta không có gót đâu. Chỉ tung được một lần trưởng thôi nên phải cẩn thận. Bộ insect là vẫn là bộ counter vào Exit. Đây rồi. Cái thằng Hunter này không có máy bay, không có cửa. Rồi, nói chung là không có cửa đâu. Thằng này nói chung ấy là thằng này là top 3. Đấy, Hunter top 3. Cái thằng Hunter không đánh được thằng Lê Ngọc Kỳ Duyên. À, thằng Lê Ngọc Kỳ Duyên nó gặp tôi ở round tiếp theo thì nó sẽ đi. Còn cái thằng King kia là nó cũng sẽ gặp cái thằng Lê Ngọc Kỳ Duyên ở round tiếp theo. Ồ, vậy là round này round cuối rồi anh em ạ. 34 round hết game. Lê Ngọc Kỳ Duyên có cơ hội nào ăn được tôi không nhỉ? Insectoid nó cũng counter vào Exit ấy. Những cái con Insect nó đẻ ra nó sẽ không bị chia đôi máu. Đấy, chỉ có những cái con mà có ở trên, có sẵn ở trên bàn cờ nó mới bị chia thôi. Thế nên là nó cũng khá là counter ấy nhá. Insectoid là counter luôn. May là chúng ta lên được 10, chúng ta kẹp vào 6 lock nên là chúng ta đỡ được cái bộ đấy. Nhưng mà nếu mà solo với cả cái bộ insect ấy thì chắc là tôi đã chuyển sang chơi gót.
Ui, hai con heo 2 sao rồi. Mèo lên được 3 sao rồi. Ui, vệ đài lên này nó đẩy ác luôn. Hai con gấu 2 sao, hai con heo 2 sao, hai con mèo 3 sao. Ui, chết tôi rồi anh em ơi. Ui anh em ơi. Có khi nào mà từng này nó mất 45 máu nhỉ anh em nhỉ? Có khi nào như thế không? Con heo của nó vẫn còn sống. Ui ui anh em ơi, con heo của nó vẫn còn sống kìa. Nó đẻ tiếp ra con gấu. Thôi chết rồi. Vẫn còn nguyên 3 con heo. 21 giây nữa cố lên nhá. Lọt quả này là đi luôn đấy. Lọt quả này đi luôn đấy Tuấn ơi. Ui về đây. Bọn heo của nó vẫn sống anh em ạ. Bọn heo của nó vẫn sống. Ôi, có tí máu. Cố lên. Thoát rồi. 2 giây. Hết ổn anh em ơi, quả đấy mà lọt là chết luôn đấy. Là top 2 luôn đấy, mày thế nhỉ. Tôi nghĩ là phải chuyển sang gót thôi. Chuyển sang gót anh em ạ. Quá điên rồ luôn. Ok. Thôi, Exit giải tán đó. Rồi. Bây giờ thì mới yên tâm được anh em ạ. Bây giờ mới yên tâm được. Cái pha vừa lại hết hồn luôn. Nó chỉ cần thêm một vài con sâu nữa, hoặc là nó có một cái con Doom ở trong cái đội hình thì thôi là khả năng là round vừa rồi là toàn ấy. Cái round vừa lấy nếu mà thua là để lọt hết toàn bộ cái chỗ đấy là tôi nghĩ là hơn 50 máu. Quá kinh khủng luôn. Cái bộ nó đẩy kinh lắm anh em ạ. Đồ lấy cái kháng ấy, cái giáp xoay đây. Tôi nghĩ nó sẽ là cái giáp xoay. Chả có cái món đồ nào phù hợp hơn cái món đồ này đâu. Ok thôi, ghép lốt. Hết game rồi, round này round cuối rồi anh em ạ. Bỏ con này đi, đủ bộ. Kiếm con ác mộng. Ui đá này. Rớt, ok. Quá tuyệt vời. Rồi, xong rồi. Đúng giây cuối luôn, đủ bộ. Kinh khủng thật. Lắm heo, lắm gấu thế. Mèo cũng hình như cũng có Kira rồi phải. Nhưng mà bạn ơi, cái tầm này tôi có gót rồi. Tôi gót rồi, sợ gì. Đã split làm hết anh em ạ. Ây da đau. Ây da. Thôi xong rồi, 4 máu đi rồi. Quá đơn giản. Chính ra nhá, nếu mà không đổi sang cái bộ này thì tôi nghĩ là vẫn ăn được đấy. Tôi nghĩ là vẫn ăn được với cái giáp xoay. Exit kẹp với cả Warlock cũng không hề yếu luôn. Rất là mạnh. Bộ này tương đối dễ chơi đấy. Còn anh em thấy thế nào? Nó có dễ chơi không? Thì anh em hãy để lại ý kiến của anh em dưới phần comment anh em nhé. Và nếu mà anh em muốn tôi chơi thêm về cái bộ này, anh em cũng có thể để lại dưới phần comment anh em nhé. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái và clip bên phải. Đó là hai cái clip tổng hợp những cái trận đấu mà tôi gặp anti-fan ở trong năm 2023. Cực kỳ hay và hấp dẫn, không thể nào có thể bỏ qua được anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.